Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái dòng cá bể màu lai mới của mình nữa nha. Và đây quý anh chị và các bạn, đây là cái hồ cá giống. Những bạn mà đã từng mà xe cá cho mình á, ghé lại nhà mình á, thì thấy mình sử dụng một cái con trống full gas lai với máy full gon. Các bạn hỏi là nó sẽ ra con gì? Đây mình lấy cái gỗ này mình cho tụi nó vô gỗ để mọi người có thể thấy rõ hơn. Thì thật ra trước kia là một chiêu luôn các bạn, hai con máy full gon và một con trống full gas, thì đẻ ra được cũng được nhiều bài rồi. Đây là hai lứa, lứa thứ ba và lứa thứ tư các bạn. Thì con trống full gas là mắt đỏ và con máy full gon á là mắt đen. Sau khi đẻ ra bầy con thì toàn là mắt đen hết nha các bạn. Và khi nhỏ thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây là thịt nó giống như là thịt đen các bạn. Thịt đen nha. Đấy. Có con này thì bắt đầu nó ăn bạo, nó bắt đầu nó lên đuôi đỏ đỏ rồi nè. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem những cái con cá khi mà nó phát triển, nó lên màu đầy đủ, nó sẽ ra con gì và nó đẹp như thế nào nha. Mình đã chuẩn bị hết ở đây các bạn. Thì đây là một cái dòng cá mới cho nên mình biết là chắc chắn nhiều bạn chưa trải nghiệm được cái con cá này khi mà nó nhỏ, nó lớn lên như thế nào, nó trưởng thành nó sẽ ra sao. Đấy, các bạn, thì mình soạn ra theo size. Cái này là cá mái các bạn. Đây là một cái size mà nó trưởng thành nhưng mà nó chưa lột hoàn toàn. Và bên đây là cái size mà lột hoàn toàn. Còn đây là cái size mà bầy chị của cái bầy mà các bạn vừa xem đó, là nó bắt đầu nó lên màu đó các bạn. Nó bắt đầu đổ màu đó. Còn ở trong hồ kiến này, thì hồ sô này thì mình đã chuẩn bị một cái con cá mái trưởng thành hoàn toàn, và một con trống chưa lột hoàn toàn và một con trống đã lột hoàn toàn. Một lát thì cái này mình sẽ xô sao. Trước tiên á, thì mình sẽ quay cho mọi người xem khi tụi nó bắt đầu lên màu. Là cái size này là size nhỏ nè. Bầy này là lứa thứ hai đó các bạn. Lý do mà mình đặt tên nó là Golden Gate là bởi vì thứ nhất là nó được lai từ cái con full gon và con full gate. Và cái thứ hai á là cái mình của con cá trống á, thì nó được hai cái đặc điểm của con full gon và con full gate luôn, đó là vảy gon và màu sắc của nó là đầu gate và đuôi gate. Tai bơi là của con full gon nhưng mà lại có một cái viền đỏ của cái con full gate. Đấy, bây giờ mình quay cho nó cận hơn chút rồi nè mọi người. Thì mọi người thấy là cái con này trong bầy thì nó ăn trọi thì nó lên tay trước rồi nè. Đó. Thì dần dần mấy con em của nó cũng sẽ lên tay như con này nha. Để mình sẽ lấy đồ mình vớt nó view cho mọi người xem. Đấy, và ở trên nhìn xuống thì mọi người thấy là con này nó cũng đang lột dần đó. Khi mà nó bắt đầu lên màu thì nó sẽ lên màu đuôi trước, sau đó nó sẽ có những cái vảy, nó sẽ có những cái vảy bạc, và tai bơi nó bắt đầu nó lên bạc. Tuy nhiên là nó có một cái viền đỏ ở bên vành của tai bơi. Thì một lát mình sẽ cho những cái con trưởng thành nó lên hồ sô thì các bạn sẽ thấy cận cảnh rõ hơn. Cái dòng này thì nó cũng gần giống như ghét lure nhưng mà nó đạt hơn cái con ghét lure một cái, đó là nó có một cái bộ vảy bạc các bạn. Con ghét lua thì nó trơn luôn, nhìn nó giống như là không có vảy mà nó có tai. Thì con này vừa có tai mà vừa có vảy luôn nha. Tiếp tục thì mình sẽ chuyển cái cây này qua để cho mọi người xem những cái con khi mà nó lớn hơn một chút nữa. Đây quý anh chị và các bạn, đây là những cái con trưởng thành mà nó chưa lột hoàn toàn nha.
thì nhìn chúng ta có thể thấy là cái phần đầu phần đuôi của nó còn một cái chớm gì đó đen đen, và vảy nó thì rất là bạc luôn. Tai bơi thì bạc luôn. Đây một con này đang nằm lẻ loi, và tuy nhiên là trong bốn con này thì có một cái con là nó đã bắt đầu lột lên cái đỏ nhiều hơn các bạn, và vảy của nó bắt đầu nó ngả vàng các bạn. Các bạn nhìn tai bơ của nó nè. Các bạn có thể ngắm được tai bơ của nó. Rồi bên đây là cái hồ, bên đây là cái thao mà nó đã lột gần như là hoàn toàn. Lột như vậy thì nó sẽ không còn lột nữa nha các bạn. Thì ngờ có thể thấy là cái vảy nó bắt đầu nó đã lên huyết nhiều hơn. Nó vẫn có bạc, nhưng mà nó cái vảy bạc này nó bắt đầu nó chuyển sang một cái màu vàng đỏ. Nhìn ở phía phần đuôi nè các bạn. Không biết là trong camera có rõ không, nhưng mà nhìn ở ngoài mắt thường nhìn nó lên một cái vảy đỏ rất là phê. Nếu như mà mọi người đã từng thấy những cái con cá huyết long, cá rồng huyết long á, thì những cái con này nó đổ lên thì nó lên huyết như thế này nè. Về mặt nhìn ở trên nhìn xuống á, thì đối với những cái con mà nó chưa lột vảy á, thì nhìn nó sáng nó đẹp hơn. Tuy nhiên mà khi mà lên hồ sơ á, thì những cái con mà nó lột nhiều như thế này. Đây, có một cái con lột đỏ các bạn. Lột nhiều như thế này thì trông nó sẽ đẹp hơn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem những con cá lên hồ sơ. Khi lên hồ sơ thì các bạn sẽ thấy rõ hơn từng cái chi tiết của nó luôn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tụi nó trên hồ sơ mà chưa có đánh lát trước nha các bạn. Đó, để một cái ánh sáng tự nhiên. Thì rõ ràng là bạn thấy những cái, bạn thấy là cái con trống mà nó lột hoàn toàn rồi, nó hoàn chỉnh rồi. Thì nó sẽ có màu đỏ nè, màu vàng nè. Mình bạc vàng sáng. Còn cái con chưa lột hoàn toàn nó các bạn, thì nó còn một cái chớm gì đó nó đen giữa cái phần đầu và phần đuôi. Và đây thì mình cũng có đánh một chút lát để cho mọi người có thể nhìn thấy được những con cá nó nét và nó rõ hơn một chút. Thì mọi người thấy cái con trưởng thành đó các bạn, cái màu đỏ của nó lên, nó không đỏ đậm bằng cái con full red, nhưng mà nó thiên về một chút gì đó nó cam, mà cam đậm, và cái bộ vảy của nó làm cho nó sáng lên các bạn. Về phần con cá mái á, thì quý anh chị các bạn thấy là nó có một cái đuôi tia vàng, và cái viền ở ngoài nó ửng ửng đỏ, và một cái vòng nhẹ ở bên ngoài nữa thì nó sẽ trắng trong mọi người. Đấy. Và cái nếu mà nhìn rõ thì chúng ta có thể thấy từ cái phần đuôi lên tới phần mình của con cá mái thì bắt đầu nó cũng có đổ vảy. Mình nghĩ là những cái con cá mái này khi mà nó về già thì nó bắt đầu nó cộm lên vảy các bạn. Thì cái tên mà Golden Gate mà mình đặt cho những cái con này thì quý anh chị bạn biết Golden là vàng. Gate đơn giản chỉ là một cái con cá bể màu có hai đặc điểm nổi bật, đó là vàng và đỏ. Điều đặc biệt ở cái dòng cá này là nó có khả năng nó lột màu. Nghĩa là khi mọi người đã thấy nó từ lúc nhỏ là nó đen mình, nó đen hoàn toàn, và dần dần lên thì nó bắt đầu nó nổi lên vảy, thì vảy của nó sẽ là vàng, vàng sáng, thân thì thân đen. Nhưng mà khi mà nó trưởng thành hoàn toàn thì bắt đầu nó lột cái thân đen đó ra thành một cái thân đỏ. Và nó là một cái dòng mắt đen, cho nên là dòng này khá là dễ nuôi hơn so với mắt đỏ. Mọi người có thể nhìn cận cái con cá trống nè, mọi người thấy không? Lên cái màu rất là đẹp, và thấy cái bộ vảy nó có độ sắp. Còn đối với cái con full red bình thường thì nó mình xô lên như vậy mình không có cảm giác như không có vảy. Vảy nó rất là mềm hơn vảy của con này, tại vì con này nó được thừa hưởng cái gen từ cái con full gold, cho nên cái vảy nó là cái vảy vảy dày và vảy cộm. Ok, và tất nhiên là số lượng này thì mình đang sẵn sàng có chia sẻ lại cho mọi người. Nếu mọi người
thích tậu về để nuôi chơi hoặc là làm giống gì nha. Đấy thì cái bầy này các bạn, cái bầy này thì chừng 5 cặp thôi, trống nhiều hơn mái, thì tính theo đếm theo đầu mái thôi thì khoảng 5 cặp. Nếu mà cái size này mọi người muốn xe thì phải xe hết bầy nha. Còn những cái size này là size cặp các bạn, cái này là size cặp, những size này là trưởng thành rồi, mình xe theo size cặp. Mái bên đây nè các bạn, mái thì các bạn cũng có thể thấy là một cái số con mái này nó đã ốp bầu bụng to chưa rồi. Có cả ghi bông và gen nha, thì phân theo hai giá ghi bông và gen. Đấy, nếu như mà quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu cần cái dòng mới này thì cứ inbox cho mình nha, số lượng có hạn. Cảm ơn mọi người đã xem video này, xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau. Bye bye.